lời tiên tri mới nhất về 6 con giáp trúng lớn, tiền rơi trúng đầu, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng trong ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão. À, tử Thông rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. À, xin chúc quý vị được vạn sự như ý, phú quý bình an, tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, trải qua bao năm tháng, chúng ta đã quá thấm thía cái giá trị của tiền tài vật chất. Nó đã chi phối hầu như tất cả cuộc sống của mọi người. Ngay cả cùng là anh em Nhưng mà có người thì nghèo rất mùng tơi Có người lại có tiền bạc Chẳng biết cất đâu cho hết Người thì lăn lộn mãi vẫn chưa thể ngóc đầu lên được Người thì lại nhàn hạ thảnh thơi Ngồi chơi sơi nước Mà tiền vẫn đếm sái tay Bạn bè thiên hạ Anh em gần xa đều phải nể nang Nói đến đây thì chợt phát hiện ra Lời tiên tri mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông cho biết đúng ngày 21 tháng 6 âm lịch sẽ có nhật nguyệt xoay chuyển Khiến cho âm dương đảo chiều, trong số 12 con giáp có duy nhất 6 tuổi sẽ nghe được ý trời, biết được cái vận mệnh ẩn tàng dưới dạng thiên tượng chói lòa đó và mở ra cái thời khắc hoàng kim có 102, à, gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần nghe thấy điều này là đổi vận giàu to, hết khổ hết nợ, bao nhiêu vận hạn cũng sẽ vượt qua, bao nhiêu vất vả khi xưa thì cũng được đền đáp một cách xứng đáng, mua nhà lầu, tậu xe sang, hiên ngang đi giữa làng giữa chợ. À, khiến cho ai nấy cũng phải đỏ mắt ghen tị. À thiên cơ tiết lộ bí mật về vận trình của 6 tuổi này trong ngày 21 tháng 6 âm lịch là gì? Tất cả sẽ được tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, à, thiên cơ tiết lộ với con giáp may mắn đầu tiên đó chính là những người tuổi Mùi. À, thưa quý vị, à, những người tuổi Mùi trong cái ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão thì được quý nhân tam hợp nó nâng đỡ vận trình công việc của những người tuổi mùi bừng sáng mà mưu sự thì cát lành quyết việc quan trọng thì cũng dễ thành với những ai mà đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đầu tư nào đó thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để mà triển khai có điều ở trong thời gian này thì nguyệt lệnh nó vẫn không ủng hộ vậy nên là à, quý vị vẫn cần phải chú ý cẩn thận trong từng đường đi nước bước của mình à, thưa quý vị các cụ có nói là gì vạn sự khởi đầu nan không có việc gì dễ dàng mà lại mang lại cái thành quả tốt đẹp ngay từ đầu. Có câu nói, người thành công không phải là người giỏi nhất mà là những người kiên trì nhất. Bản mệnh cũng có năng lực, chỉ thiếu một chút nhẫn nại nữa là quý vị có thể có những cái thành công vượt bậc. Bên cạnh đó, thì cái cục diện tam hợp nó cũng kéo theo cái vận trình của những người tuổi tuổi mùi ấy, được hanh thông thuận lợi, cùng với đà công việc phát triển thì cái tình hình tài chính của những người tuổi mùi trong cái ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão này cũng có những cái sự chuyển biến tích cực gia tăng đáng kể tài kinh doanh đầu tư nhạy bén của những người tuổi mùi cũng được phát huy một cách tối đa mang lại những cái thành quả bất ngờ có khi à, chính các bạn cũng chưa từng nghĩ đến nó lại nhiều tiền đến thế có lẽ câu nói liều ăn nhiều sẽ đúng với cái trường hợp của những người tuổi mùi đôi khi à, cần phải mạo hiểm một chút để mà khảo nghiệm xem cái năng lực cũng như cái giới hạn của mình đến đâu quý vị hãy mạnh dạn làm những điều mà mình muốn kết quả ra sao không quan trọng bằng cái quá trình và cái kinh nghiệm quý vị đã tích lũy được trong cái thời gian này bên cạnh đó cái tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi mùi trong thời gian này cũng được khởi sắc những người tuổi mùi làm ăn thì tấn tới và khá là mắt tay trong cái việc ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch lớn à, trên hành trình tìm kiếm cái nửa kia của mình ấy, thì khả năng cao những người tuổi mùi cũng sớm được thỏa nguyện nhờ có quý nhân tam hợp xe duyên nâng đỡ nhân duyên khác giới cũng khá là tốt lành cảm giác không cầu mà được tình yêu chân thành cũng đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Vậy nên các bạn hãy chủ động nắm bắt lấy. Nếu mà đã có đối tượng ưng ý thì những người tuổi mùi nên chọn cái thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, không cần phải quá cầu kỳ chuẩn bị những cái món quà xa hoa, chỉ cần hai người gì uh, thành thật với nhau là được. Bên cạnh đó thì những cặp vợ chồng ấy, thì đời sống hôn nhân cũng khá là hài hòa, vợ chồng thì hòa hợp, đặt mục tiêu lớn để phấn đấu ngắn hạn và dài hạn. À, quý vị có thể là gì đạt được những cái thành tiệu nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc vợ chồng thì hòa thuận con cái thì ngoan ngoãn thông minh học giỏi vì vậy trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn đầu tiên thưa quý vị à, con giáp may mắn thứ hai được lời tiên tri ứng nghiệm đó chính là những người tuổi những người tuổi xỉu à, quý vị thân mến nói chung ấy, trong cái ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày tân mão này thì cái vận trình của những người tuổi xỉu khá hanh thông thuận lợi nhờ được cái thực thần nó chiếu mệnh nó nâng đỡ có người còn may mắn được tăng lương tăng thưởng kinh doanh thì có lãi hoặc là được trúng thưởng một cái khoản đáng kể nhờ vào những cái trò đỏ đen nhìn chung ý, thì cái túi tiền của những người tuổi sửu trong ngày hôm nay cực kỳ là rùng rỉnh à, trong công việc cố định thì những người tuổi sửu cũng được khuyên là nên thể hiện chính kiến của mình về các quan vấn đề quan trọng à, khi mà các bạn có cái quan điểm riêng và à, mạnh dạn trình bày cái điều đó với mọi người xung quanh thì các bạn có thể là sẽ có một cái vị thế khác biệt hơn hẳn so với mọi người à, nói chung ấy trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn Công danh thì thuận lợi, tiền bạc thì cũng kéo về ầm ầm Tuy nhiên ấy, trong ngày nay thì chúng ta có mão, mộc gặp xíu thổ Nó là cục diện xung khắc Vậy nên là có câu là gì? Đen tình thì đỏ bạc đấy Hoặc là đỏ bạc thì đen tình Vậy nên cái chuyện tình cảm bị cái cục diện ngũ hành nó xung khắc Mà những người tuổi xíu sẽ không được xuân sẻ hanh thông cho lắm À, nói chung ấy, lúc mới yêu thì bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Thế nhưng dần dần thì quý vị cũng sẽ nhận ra, à, lâu dần mọi người không còn quan tâm và chiều chuộng như lúc ban đầu nữa. À, trong thời gian này các cặp vợ chồng thì cũng hay xảy ra những cái tình trạng xung khắc không đáng có và những cái chuyện bé thì xé ra to khiến cho các mối quan hệ nó dần 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 lâm vào cái bế tắc. Vì vậy à, trong thời gian này quý vị cũng cần phải đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ và cũng phải gì hạ cái tôi của mình xuống để mà mọi việc nó được thuận lợi xuân sẻ hơn và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn và giữ gìn cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi xỉu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân tị, dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé tiếp theo con giáp may mắn thứ ba được uh, quý nhân tương trợ đó chính là những người tuổi tuất À, thưa quý vị, những người tuổi tốt trong ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão này thì được cục diện là Mão Tuất là cục diện nhị hợp. Đấy, à, nhờ có cái cục diện nhị hợp nó giúp đỡ mà cái vận khí của những người tuổi tốt sẽ hanh thông, công việc thì xuân sẻ, hứa hẹn gặt hái được những cái thành quả rực rỡ trong cái ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão này. À, công việc nó xuất hiện nhiều cái cơ hội mới, xong nó chỉ dành cho những ai mà thực sự dám nghĩ, dám làm. Với những người an phận thủ thường thì sẽ không có gì thay đổi cả, vẫn mãi dậm chân tại một vị trí Nói chung trong cái thời điểm này gần như là được thiên thời địa lợi nhân hòa Những người tuổi tuất mà biết cách nắm bắt thì dễ dàng đạt được những cái mục đích cũng như là đạt được những cái điều mình mong muốn ở Trong thời gian này những người làm công ăn lương họ cũng sẽ làm việc tích cực suy nghĩ về lợi ích tập thể lâu dài Đặt cái tôi cá nhân qua một bên càng làm thì lại càng gì hăng say và thuận lợi Với những cái biểu hiện xuất sắc như vậy đề nghị tăng lương tăng thưởng của quý vị cũng sẽ dễ được chấp thuận hơn đã đến lúc những người tuổi tuất thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái lối tư duy trong cái công việc để thích hợp với những cái biến động của môi trường xung quanh, tránh bị lạc hậu so với những cái lớp trẻ. Bên cạnh đó, lại được quý nhân lục hợp nó tương trợ nó giúp đỡ nữa. Vậy nên là nó cũng sẽ giúp cho công việc được trôi chảy, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo điều kiện để tài lộc được vượng phát. Nói chung ấy trong cái ngày hôm nay ngày 21 tháng 6 âm lịch thì những người tuổi tuất càng đi xa lại càng được có lợi đó, càng ký kết được những cái hợp đồng béo bở, cái chuyện hợp tác làm ăn nó cũng sẽ diễn ra được xuân sẻ hanh thông. Vậy nên quý vị hãy gì cần phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang thật kỹ lưỡng để mà uh, chuẩn bị trước các tình huống nhằm gia tăng thêm cái sự may mắn cho mình. Bên cạnh đó, cái chuyện kinh doanh buôn bán trong cái thời gian này cũng thu được cái lợi nhuận cao, thậm chí là vượt cả cái chỉ tiêu. Có điều ấy uh, trong thời gian này vẫn còn một vài cái hung tinh nó xuất hiện trong cái lá số tử vi của những người tuổi tuất vì vậy nên là quý vị cũng cần phải tỉnh táo đừng có ngủ quên trên cái đỉnh vinh quang vì dễ bị kẻ tiểu nhân phá hoại gì và quý vị cũng cần phải hết sức tỉnh táo nhé vậy nên trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì đó chính là những gia chủ tuổi dần. Quý vị thân mến, trong cái ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão thì những người tuổi dần được cục diện là dần Mão Thìn là tam hội nói chung ấy nhờ có cục diện tam hội nó che chở nên là những người tuổi dần cũng đưa ra được nhiều cái ý tưởng mới trong cái công việc giúp cải thiện đáng kể cái hiệu suất vốn có à, trong thời gian này đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho các bạn sáng tạo nhờ vậy mà những người tuổi dần càng thêm hăng hái làm việc và từ đó cũng đạt được rất nhiều cái thành công cực kỳ là rực rỡ trong thời gian này à, cũng trong ngày hôm nay thì những người tuổi dần cũng có thể là cải thiện cái kỹ năng giao tiếp bằng cách luyện tập lắng nghe nhiều hơn và quan sát nhiều hơn trước khi mà phát biểu. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn hình thành cái sự chắc chắn, tránh được rất nhiều cái rắc rối không đáng có. Bên cạnh đó, trong cái ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão này, thì những người đã có đôi có cặp cũng sẽ có một ngày ngập tràn trong cái chuyện tình yêu và hạnh phúc. Các bạn và người ấy cũng đang trong cái giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau và à, khiến cho điều ai, điều... Và điều này và điều này sẽ khiến cho mọi người cũng phải ghen tị nói chung ấy đây là đây cũng là cái thời gian mà để quý vị hâm nóng lại cái tình cảm và uh, hóa giải những cái xung khắc mâu thuẫn từ trước đó bên cạnh đó cái tin vui nó còn báo về với những người tuổi dần trên cái phương diện sức khỏe của họ nữa à, sức khỏe của quý vị trong thời gian này cũng không còn có cái điều gì đáng lo nghĩ mọi chuyện đều diễn ra được tốt đẹp với các bạn trong thời gian này nên là cái tinh thần của những người tuổi dần cũng khá là thoải mái với cái tâm trạng vui tươi thoải mái À, cũng là một trong những cái yếu tố đấy duy trì cái sức khỏe của những người tuổi dần vì thế dù công việc hay là cuộc sống có tạo ra cái áp lực đến mấy thì các bạn cũng nên là tiết chế cái cảm xúc điều chỉnh lại cái tâm thái của mình phải bình tĩnh khi mà đối phó với cái tình hình trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhá mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi hợi. À, thưa quý vị, à, nói chung những cái cutting tinh nó cũng báo về với những người tuổi hợi trong ngày hôm nay khi mà được cục diện hợi mão mùi tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này ý, À, cái công việc sự nghiệp của những người tuổi dần à, vậy nên trong ngày hôm nay thì công việc sự nghiệp của những người tuổi hợi cũng được phát triển hanh thông thuận lợi mưu sự thì dễ thành chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều cho ra cái kết quả cực kỳ khả quan bên cạnh đó trong cái ngày 21 tháng 6 lịch ngày Tân Mão này thì cũng là một cái ngày mà vượng vận quý nhân những người tuổi hợi làm gì cũng sẽ được có người đứng ra tương trợ giúp đỡ và sắt cánh cùng nên là mọi việc tiến triển được nhanh hơn, hiệu quả sẽ cao hơn. Cái sức mạnh tập thể cũng đã được đề cao cái tôi cá nhân cũng đã tiết chế nhiều à, đây là những cái yếu tố mang lại cái sự hanh thông thuận lợi khi mà xử lý công việc của các bạn đương nhiên cái vận khí nó may mắn nó cũng chỉ là một phần nho nhỏ cái chính vẫn là bản mệnh không ngừng nỗ lực hướng đến cái quá trình tìm kiếm và làm ra những cái sản phẩm thực sự hữu ích có lợi cho mọi người à, nói chung ấy cái luật nhân quả nó cũng đúng trong mọi trường hợp quý vị nhé nếu như mà đang muốn khởi nghiệp hay là bắt tay vào một cái lĩnh vực nào đó mới thì những người tuổi hợi hãy mạnh dạn triển khai bằng cái trí tuệ nhạy bén và bằng cái vận khí hanh thông tỷ lệ thành công của các bạn trong thời gian này khá là cao vạn sự khởi đầu nan thấy khó khăn thì cũng đừng vội nản quý vị nhé cứ kiên trì tới cùng thì chắc chắn cũng sẽ đạt được cái thành công không những vậy cái tình hình tài chính của những người tuổi hợi trong tháng này cũng sẽ được khá lý tưởng tiền vào đầy túi chi tiêu thì cũng khá là dùng dĩnh xua đi những cái áp lực về tiền bạc trước đây nhất là với những gia đình nào mà đang trong quá trình vay mượn nhà để mua nhà mua xe thì cũng sẽ trả sạch nợ nần sau một đêm. À, cái chuyện kinh doanh buôn bán cũng khá là lý tưởng, buôn may bán đắt à, nhận được nhiều cái đơn hàng tấp nập. Thời điểm này thì quý vị nên mạnh tay tung ra những cái sản phẩm mới, thực hiện cái giao dịch lớn, vận khí đăng lên, đâm ra là mọi thứ nó cũng sẽ được diễn ra xuôi sẻ. Bên cạnh đó, nói chung cái chuyện buôn bán làm ăn nhỏ lẻ thì cũng có cái dịp là lên ngôi, làm ăn thì phát đạt, một vốn thì bốn lời tiền bạc dùng dính à, hình thức bán hàng uh, online hiện nay cũng đang phổ biến vậy nên một số người cũng sẽ giàu có sau một đêm vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày 21 tháng 6 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, trong cái ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão thì những người tuổi thìn cũng được cục diện tam hội, nó đứng bóng. Vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi thìn trong ngày hôm nay cũng tương đối là rực rỡ, tiền bạc thì thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm nữa, Nhân cái cơ hội này, các bạn có thể nghĩ đến cái việc đầu tư để mà duy trì cái nguồn tài khí, à, giúp cho tiền bạc nó luôn được lưu chuyển hơn. À, về cái vận trình tình cảm thì những người tuổi Thìn có thể gặp được một số cái người phù hợp với cái hình mẫu mà mình đã đặt ra trong ngày hôm nay. Vì thế, khi được người thân giới thiệu cho những cái đối tượng thì quý vị cũng nên giữ cái tinh thần vui vẻ, tích cực, sẵn sàng trò chuyện với đối phương. Là một trong những con giáp may mắn trong cái thời gian này, ngày 21 tháng 6 âm lịch thì cái vận khí của những người tuổi Thìn cũng tăng lên khá nhanh các bạn sẽ có rất nhiều cái cơ hội để phát triển bản thân cái cá tinh nó che chở nên là các vấn đề rối ren ở trước đó cũng được gì uh, được giải quyết từ đó cũng sẽ giảm bớt đi cái áp lực ảnh hưởng đến bạn vậy nên đối mặt với những cái trở ngại thì các bạn cũng phải có cái niềm tin đấy, niềm tin vào chính bản thân mình để vượt qua được những cái khó khăn đó à, trong thời điểm này nếu mà cảm thấy uh, khó khăn thì quý vị cũng gì đừng có ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh bên cạnh đó công việc nó hanh thông thuận lợi tiến trình thuận lợi nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình tài lộc của những người tuổi những người tuổi thìn được thịnh vượng hơn à, đây cũng là cái lý do mà đáng để các bạn vui mừng à, nhưng mà quý vị nhất định phải duy trì cái lối sống tiết kiệm vì những ngày tháng khác tới đây ấy, từ dần cuối năm ấy cũng sẽ còn có một số cái tháng nó cực kỳ vất vả vậy nên quý vị cũng gì cũng cần phải để cho mình một cái đường nuôi quý vị nhé à, bên cạnh đó trong giai đoạn này thì các bạn cũng có thể trở nên nóng tính hơn manh động hơn À, và vì vậy mà quý vị hãy ở bên cạnh những cái người mà các bạn cảm thấy là luôn vui vẻ tích cực nhất bên cạnh đó quý vị cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để cho mọi sự nó được thuận lợi hanh thông hơn à, thêm nữa cái chuyện tình cảm vợ chồng trong thời gian này thì ngày càng một hạnh phúc à, những cái hiểu lầm trước đó cũng được tháo gỡ trải qua những khúc mắc thì hai người lại càng hiểu cái hạnh phúc quý giá đến mức nào đôi bên dần dần bao dung cho nhau và vị tha cho nhau nhiều hơn và biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ vì thế mà cái vận trình nó cũng được tốt lên nhanh chóng vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như để giảm bớt những cái vận hạn của mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão và trong ngày hôm nay ngày 21 tháng 6 âm lịch ngày Tân Mão thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được trời thương Phật độ dễ có cơ hội trúng số đổi đời đó là những tuổi sau một là tuổi Mùi hai tuổi Sửu ba tuổi Tuất bốn tuổi Dần 5 tuổi hợi và 6 là những người tuổi thìn Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn